Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Cadence Channel. Hiện giờ là thứ ba, ngày 19 tháng 12 năm 2023. Và sau đây là bản tin của ngày hôm nay. Xin được gửi đến quý vị. California phải đối mặt với mối đe dọa lũ quét khi cơn bão sẽ mang lại những ngày mưa lớn. Tin từ Los Angeles, ngay sau một hệ thống bão mang mưa đến miền Bắc của tiểu bang California để bắt đầu tuần mới, thì một cơn bão thứ hai mạnh hơn đang xoáy về phía khu vực này. Dự báo sẽ có những đợt mưa lớn kéo dài suốt cả tuần và có nguy cơ lũ quét. Mưa sẽ kéo dài khắp nửa phía Bắc của tiểu bang California vào thứ ba sau cơn bão trước đó, mang theo một lượng mưa từ 1 đến 3 inches trên các dãy núi ven biển và khoảng 1 inch cho khu vực vịnh San Francisco. Thành phố San Francisco báo cáo có lượng mưa là 0,80 inch vào hôm thứ Hai, đánh dấu ngày ẩm ướt nhất kể từ ngày 21 tháng 3. Dự kiến thứ Ba sẽ có tổng lượng mưa bổ sung lên tới 1 inch ở vùng đất thấp ven biển, với lượng mưa bổ sung từ 1 đến 2 inch dự kiến ở vùng núi ven biển. Mặc dù mực nước sẽ dâng cao trên khắp các lạch và suối trong khu vực, nhưng dự kiến sẽ không có lũ lụt lớn. Mối lo ngại về lũ quét gia tăng với cơn bão thứ hai khi nó di chuyển về phía nam, ngoài khơi bờ biển Tây Bắc Thái Bình Dương và tiến vào vùng biển ngoài khơi của vùng vịnh vào hôm thứ Tư. Cơn bão mang theo lượng ẩm cao bất thường, mang lại lượng mưa ổn định cho miền Bắc và miền Trung của tiểu bang California, đồng thời mang theo mưa và vừa đến mưa to vào miền Nam California. Tổng lượng mưa lớn nhất sẽ kéo dài từ ngay phía nam của vùng vịnh dọc theo bờ biển đến khu vực Los Angeles vào hôm thứ Tư. Trong khi đó, tuyết dày sẽ tấn công các vùng cao hơn ở miền Trung và miền Nam của dãy núi Sierra Nevada. Với cảnh báo bão mùa đông được đăng tải về lượng tuyết dày 1-2 feet trên độ cao 8.000 feet cho đến thứ Tư, cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển chậm về phía nam vào thứ Năm về phía miền nam California, làm khô vùng vịnh nhưng vẫn khiến cho khu vực Los Angeles hứng chịu lượng mưa vài inch. Đặc biệt là ở vùng núi, với không khí không ổn định, được đưa vào hỗn hợp một số trận mưa rào có thể tăng cường thành dông bão, mang theo những đợt mưa lớn hơn. Tổng lượng mưa được dự báo sẽ đạt hoặc vượt 5-8 inches vào sáng thứ Sáu ở vùng núi, với lượng mưa cao hơn ở một số nơi riêng biệt, trong khi đó 2-4 inches có thể xảy ra trên khắp bờ biển và thung lũng của Nam California, bao gồm cả khu vực Los Angeles. Cảnh báo về lũ lụt trải dài từ San Luis Obispo dọc theo những ngọn núi ven biển về phía nam đến Los Angeles. Miền Nam California, mặc dù chúng tôi có thời tiết tích cực trong bối cảnh bão El Nino, nhưng họ không quen với lượng mưa 8 inches ở vùng núi bên ngoài thành phố Los Angeles. Mặc dù đây là tình trạng mà chúng tôi thấy nhiều ở miền Nam California, nhưng đây là khu vực không thể chịu được loại mưa này. Vì vậy, nó luôn dẫn đến nguy cơ lũ lụt, luôn là tồi tệ hoặc là bình yên. Bạn không gặp phải tình trạng nào ở giữa, nhà khí tượng Britta Mervin nói. Tại sao California được dự đoán sẽ có lở đất? Gió giật sẽ đạt tốc độ từ 30 đến 50 dặm một giờ trong thời kỳ cao điểm của cơn bão, với gió giật riêng lẻ có tốc độ lên tới 60 dặm một giờ, đặc biệt là trên các ngọn núi. Tổng lượng mưa kết hợp với khả năng xảy ra các đợt mưa lớn hơn do dông bão, đặc biệt là trên các khu vực có vết cháy rừng gần đây, đã khiến cho Trung tâm Dự báo Thời tiết WPC của NOAA đặt phần lớn Nam California vào mức nguy cơ cấp 3/4 về cháy rừng và lũ quét. Cơn bão này có khả năng gây ra một số lo ngại về lũ lụt đáng kể, bao gồm lũ quét và lũ lụt đô thị, cùng với một số khả năng mảnh vụn, bùn chảy vào các khu vực địa hình, hoặc gây ra các vết sẹo bỏng như vết sẹo bỏng do cháy rừng phía nam ở quận Ventura. WPC cho biết khi ban hành rủi ro cấp độ 3, cơn bão kéo dài đến thứ Sáu trước khi tiến vào đất liền vào cuối ngày thứ Sáu gần biên giới Mexico và tiến vào vùng sa mạc Tây Nam. Tuy nhiên, dự báo đã dài hạn cho thấy có khả năng sẽ có thêm mưa ở California vào tuần tới. Bão mạnh ập vô miền đông của Hoa Kỳ khiến cho ít nhất 5 người thiệt mạng. Ít nhất là 5 người đã thiệt mạng sau cơn bão mạnh ập vô miền đông Hoa Kỳ, gây ra lũ lụt nguy hiểm, làm rối loạn đi lại và khiến cho hàng trăm ngàn căn nhà cũng như là cơ sở thương mại ở vùng Đông Bắc đã bị cúp điện, theo đài CNN vào hôm thứ Ba 19 tháng 12. Trận bão hoành hành khắp miền đông làm cho một ông 73 tuổi ở Pennsylvania và một bà 72 tuổi ở South Carolina thiệt mạng sau khi xe bị chìm dưới nước, giới chức đã loan báo.
ở phía bắc New York, một người thiệt mạng hôm thứ Hai sau khi lái xe vô con đường ngập nước rồi bị cuốn xuống suối. Hai người thiệt mạng ở Maine và Massachusetts, giới chức cho hay, khi ập vô vùng Đông Bắc vào hôm thứ Hai, trận bão chút mưa từ 2 tới 6 inch trịch xuống khắp vùng này trong 24 giờ. Mưa lớn gây lũ lụt, nhấn chìm xe cộ làm cho nhiều tài xế mắc kẹt trên đường ngập nước ở New Jersey và Connecticut và khiến cho nhiều người cần phải giải cứu ở New Hampshire và Maine. Thị trấn Farmington, Maine đang giống như hòn đảo vào lúc này, bà Erica LaCrosse, tổng quản trị thị trấn, nói với CNN vào sáng thứ Ba sau khi vùng đó bị lũ lụt. Nước bắt đầu rút vào hôm thứ Ba nhưng nhiều con đường vẫn chưa đi được, bà LaCrosse cho biết. Trận bão làm rối loạn đi lại hôm thứ Hai, hơn 1.200 chuyến bay tới và đi từ phi trường New York, Boston và Washington, DC đã bị hoãn và 500 chuyến bay đã bị hủy. Xe lửa Amtrak tạm dừng toàn bộ dịch vụ ở Vermont vào hôm thứ Hai, theo ông Joe Flynn, Bộ trưởng Giao thông Vận tải từ bang này. Mặc dù bão di chuyển sang Canada vào cuối hôm thứ Hai và mưa hầu như đã ngớt ở vùng Đông Bắc, nhưng vùng New England vẫn bị ảnh hưởng vào thứ Ba. Nhiều cộng đồng vẫn có thể bị lũ lụt vì mực nước sông vẫn đang rất cao. Nhiều nơi ở phía tây của New York và Pennsylvania, cùng với nhiều nơi ở vùng Great Lakes và vùng núi Appalachian cũng có thể có tuyết vào thứ Ba. Theo dự báo, nhiệt độ sẽ tụt xuống khoảng 30-49 độ F khắp vùng Đông Bắc, trong khi hơn 585.000 căn nhà và cơ sở thương mại khắp vùng này vẫn bị cúp điện sáng sớm thứ Ba. Theo trang web powerroutes.us, phần lớn những vụ cúp điện xảy ra ở Maine. Tính tới sáng thứ Ba thì hơn 425.000 người ở Maine vẫn chưa có điện. Có thể mất nhiều ngày mới khôi phục điện đầy đủ cho một số cư dân Maine. Công ty điện lực Central Maine Power cảnh báo. Cháy nhà ở Arizona trong lúc người lớn đi chợ khiến cho 5 đứa trẻ thiệt mạng. 5 đứa trẻ thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở Arizona vào cuối tuần qua, sau khi cha của 4 em trong số đó để các em ở nhà để đi chợ và cảnh sát loan báo vào hôm thứ Hai, 18 tháng 12. Cả 5 đứa bé là cháu nội của một nhân viên sở cứu hỏa địa phương, sở cảnh sát Bullhead City, viết tắt là BCDP, cho hay trên Facebook. Hàng xóm cho biết họ cố hết sức vô nhà đưa bất kỳ ai bên trong ra ngoài nhưng không được. 4 anh em sống ở căn nhà 2 tầng đó, gồm thiếu niên 13 tuổi, cậu bé 5 tuổi, bé gái 4 tuổi và bé trai 2 tuổi, cùng với cậu bé họ hàng 11 tuổi đều thiệt mạng, theo BCPD. Lính cứu hỏa tới hiện trường sau khi đám cháy được báo cáo 4 phút tối thứ Bảy tuần trước, BCPD cho hay. Theo kết quả điều tra ban đầu thì lửa bùng lên từ hành lang tầng dưới, nên có lẽ khiến 5 đứa trẻ đang ở tầng trên không thể chạy thoát. BCBT cho biết lửa lan lên cầu thang duy nhất ở trong nhà, chặn đường thoát thân của 5 đứa bé. Cảnh sát chưa nêu tên 5 nạn nhân, chờ văn phòng giảo nghiệm tử thi Mohave County chính thức nhận diện. Nhiều người hàng xóm cố gắng cứu 5 đứa bé nhưng đưa thang tới phòng ngủ trên lầu. Không thành công, BCBT cho hay. Bọn trộm lại nhắm vào một tiệm nails của người gốc Việt. Tin từ Monroe thuộc tiểu bang Washington. Một tiệm nails do người gốc Việt làm chủ đã bị bọn trộm cắp nhắm vào. Vào thứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2023, cảnh sát của thành phố Monroe thuộc tiểu bang Washington đã đưa ra một cảnh báo liên quan đến những tên trộm chuyên đột nhập vào các cửa tiệm bằng cách đập bể cửa kính. Tiệm nails mà đã bị đột nhập có tên là Lake Tai Nails and Spa. Một tên trộm đã được nhìn thấy đột nhập vào trong cửa tiệm này bằng cách đập bể cửa kính đằng trước. Sau đó, máy camera đã ghi lại hắn ta vơ vét đồ ở trong tiệm. Không may cho cô chủ tiệm nails gốc Việt này vì cửa của cô không có gắn alarm. Chỉ huy cảnh sát của thành phố Monroe là ông Paul Ryan nói với King 5 rằng vụ việc xảy ra tại một tiệm làm móng chân móng tay ở đại lộ Freelands và gần một tiệm Subway ở Highway 2. Mặc dù video clip đã ghi lại được tên trộm đã đột nhập vào và vơ vét đồ, nhưng cảnh sát của thành phố Monroe không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về kẻ trộm và những thứ mà hắn ta đã lấy. Theo lời nói của cảnh sát, đập cửa kính ở đằng trước là cách đột nhập phổ biến nhất của bọn trộm. Nếu cửa tiệm không có gắn motion sensor và alarm, thì bọn trộm rất dễ đột nhập và sẽ không có ai phát giác. Cô Stephanie Granger, người quản lý của tiệm Bricks and Minifix, nói rằng những vụ trộm này nhắc nhở chúng ta phải sẵn sàng cho mọi tình huống.
Tôi kê rất nhiều thứ sát cửa sổ, nên không có khả năng là họ có thể phá cửa sổ của tôi và vào ngay lập tức. Khi tôi đóng cửa tiệm lại, vào ban đêm, thì những người nhìn ở bên ngoài vẫn có thể thấy đèn sáng ở bên trong tiệm tôi. Chúng tôi có gắn motion detectors, bởi vậy nếu ai đập cửa đi vào, thì alarm sẽ hú lên. Đài truyền hình địa phương đã liên hệ với cô chủ tiệm Nails gốc Việt và những nhân viên ở tại tiệm Nails đã nói với đài rằng họ không thể nói thêm về vụ việc này được. Chủ của tiệm Subway ở gần tiệm Nails cũng đã bị ăn cắp, nhưng họ cũng từ chối, không muốn nói chuyện. Cửa tiệm Nails nếu mua insurance thì cũng sẽ được đền, nhưng họ phải trả tiền deductible trước khi bảo hiểm sẽ đền cho họ. Và họ còn phải tốn rất nhiều thời gian để dọn dẹp và mua lại những thứ đã bị đánh cắp. Gần đây thì Cadence Channel cũng đưa nhiều tin liên quan đến những tên trộm chuyên nhắm vào những người gốc Việt, đặc biệt là các chủ tiệm Nails. Và bây giờ thì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều vụ việc này xảy ra. Có những chủ tiệm Nails gốc Việt không được may mắn bị bọn chúng theo dõi thẳng về nhà. Sau đó bọn chúng chờ những người này đi làm rồi đột nhập vào nhà ăn cắp đồ. Vụ việc này đã xảy ra ở những tiểu bang khác và đã được chúng tôi chia sẻ. Mong quý vị chia sẻ video này rộng rãi cho nhiều người biết đến để cộng đồng chúng ta cùng đề phòng. Một cảnh sát viên gốc Việt ở thành phố Lincoln thuộc tiểu bang Nebraska vừa được trao huy chương Carnegie, một huy chương rất danh dự, vì đã cứu một người phụ nữ ra khỏi chiếc xe đang ngập nước, và đây không phải là lần đầu tiên anh ta đã làm điều này. Tin từ thành phố Lincoln thuộc tiểu bang Nebraska, một cảnh sát viên ở thành phố Lincoln đã được trao huy chương Carnegie vì đã cứu một người phụ nữ 27 tuổi khỏi chiếc xe của cô sau khi chiếc xe đã lao vào một ao nước vào thứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2023. Trung sĩ cảnh sát ở thành phố Lincoln là anh Tú Trần, năm nay 36 tuổi, là một trong 18 người được nhận huy chương Carnegie, vinh dự cao nhất của Bắc Mỹ, dành cho các anh hùng, dân sự. Theo quỹ anh hùng Carnegie, huy chương này được trao cho những người trên khắp Hoa Kỳ và Canada gặp nguy hiểm, tột độ khi cứu hoặc cố gắng cứu một số người khác. Vào tháng 2, thì anh Tú Trần đã cứu một người phụ nữ 27 tuổi khỏi một chiếc xe hơi của cô đang bị chìm trong ao tại sân golf Wilderness Ridge gần Yankee Hill Drive và Executive Woods Drive. Cảnh sát tin rằng người phụ nữ này đã lái xe quá nhanh trong thời tiết trơn trượt và đã mất kiểm soát tay lái, dẫn đến việc tông vào máy biến áp của hệ thống điện của thành phố Lincoln trước khi lao xuống ao nước ở tại sân đánh golf. Anh Tú Trần, người có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc, đã có mặt tại hiện trường. LPD cho biết khi đến nơi, anh Trần đã tháo thiết bị của cảnh sát ra và sau đó ngay lập tức xuống ao để cứu một người phụ nữ. Khi đến gần chiếc xe hơi thì anh ta chỉ nhìn thấy cốp xe, mọi bộ phận của chiếc xe đều chìm trong nước. Nhưng vị cảnh sát viên này đã mở được cửa sau và kéo người phụ nữ ra trước khi chiếc xe hoàn toàn bị ngập nước. Người phụ nữ 27 tuổi đó sau đó đã được đội cứu hỏa và đội hỗ trợ của thành phố Lincoln đưa đến bệnh viện, nơi cô đã được điều trị vì thân nhiệt hạ xuống quá thấp và đã được cho về. Sau vụ việc này, thì anh Tú Trần đã về nhà để thay một bộ đồ mới để tiếp tục đi làm ca trực của mình. Vào tháng 7, thì anh Tú Trần cũng đã nhận được giải thưởng xuất sắc của thị trưởng về việc làm vào tháng 4 năm 2023 tại một cuộc họp hội đồng thành phố vì những nỗ lực giải cứu của anh ta. Quà thưởng của anh Tú Trần là $50 một ngày nghỉ có lương và một giấy chứng nhận từ thành phố. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp, mong quý vị comment ở bên dưới. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe, mong quý vị nhấn nút subscribe để nhận được những thông tin mới nhất khi Cadence Channel ra video mới. Cảm tạ quý vị và hẹn gặp lại.